Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách lật hình và xoay hình trên PowerPoint. Giả sử như ở đây tôi có một tấm hình hoa hồng. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách lật ngược tấm hình hoa hồng này lại. Đầu tiên á là tôi sẽ chọn vào tấm hình mà tôi muốn lật này, bấm đúp vào tấm hình. Thì lúc này nó sẽ tự động di chuyển qua tab format. Để lật và xoay hình á thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào một lá rớt, bấm vào tam giác nhỏ chỉ xuống. Rồi để lật ngược tấm hình hoa hồng này á thì các bạn chọn là Flip Vertical. Đó, các bạn thấy lúc này á, tấm đã được lật ngược lại. Rồi bây giờ tôi vô một rod, tôi chọn là Flip Horizontal á, thì nó sẽ lật ngang. Bây giờ muốn lật nó quay về vị trí ban đầu á, thì các bạn chọn là Flip Vertical, thì nó sẽ lật ngược trở lại. Còn Flip Horizontal nó sẽ lật ngang. Tiếp theo là rod Right 90 độ á, nó sẽ lật qua phải là một góc là 90 độ. Còn rod left 90 độ á, nó sẽ lật là qua trái là 90 độ. Giả sử như đây tôi chọn là 90 độ này, nó sẽ lật qua trái 90 độ. Chọn lại lần nữa. Đó, nó cứ xoay theo kiểu ngược kim đồng hồ. Đó. Các bạn chọn nhiều lần thì nó sẽ xoay lại vị trí lúc ban đầu. Đó là cách lật và xoay hình. Ngoài ra á, thì các bạn cũng có thể xoay một góc tùy ý. Để xoay một góc tùy ý á, thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này. Bấm đúp vào tấm hình này. Tiếp theo chọn vào tab format và chọn vào mục là rod. Ở đây các bạn chọn là more rod option. Rồi để xoay hình á, các bạn để ở mục là rotation này. Mặc định của nó là 0 độ. Bây giờ tôi muốn xoay sang phải là một góc 20 độ á, thì tôi nhập 20 độ ở đây. Sau đó tôi bấm Enter. Thì các bạn thấy lúc này á, nó sẽ xoay sang phải là một góc là 20 độ. Còn tôi nhập là âm 20 độ, tôi bấm Enter á, thì lúc này nó sẽ xoay qua trái là 20 độ. Lưu ý nha, nhập số dương thì nó sẽ xoay sang phải, còn nhập số âm á, nó sẽ xoay sang trái. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là xoay trực tiếp trên tấm hình. Để chọn vào tấm hình, sau đó để ý trên tấm hình á, có mũi tên xoay ngược. Các bạn giữ chuột trái vào mũi tên xoay ngược này và các bạn có thể là xoay một góc bao nhiêu độ tùy các bạn. Đó. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách lật hình và xoay hình trên PowerPoint. Nếu thấy video hay hữu ích đó, thì bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi.